Thưa quý vị, huy động nguồn lực tại chỗ trong công tác phòng chống dịch. Thời gian qua, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận trở thành lực lượng nòng cốt, trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ chính quyền địa phương kiểm soát chặt tình hình dịch tại cơ sở. Gần gũi, sâu sát với người dân trong công tác phòng dịch, ông Nguyễn Mạnh Khương, bí thư chi bộ khu dân cư số 9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là một trong những tấm gương như vậy. Đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Khương đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tuyên truyền phổ biến các quy định phòng chống COVID-19 đã trở nên thân thuộc với bà con khu dân cư số 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Bám sát tinh thần chỉ đạo của thành phố, ông Khương vận động người dân cùng tham gia giám sát những trường hợp lạ mặt đến địa phương để nhanh chóng cập nhật thông tin về phường. Là những cái gia đình nhà trọ có trọ thì là chúng tôi phải đến tuyên truyền những gia đình cho thuê trọ để mà phát hiện những cái người mà lạ mặt đến, và những cái khu vực của hai tổ dân phố thì tuyên truyền cho tất cả cái ban điều hành ở khu dân cư là làm tốt cái vai trò giám sát, và nhất là cái ban công tác mặt trận là thực hiện cái giám sát. Trong những ngày Đà Nẵng siết chặt các quy định phòng chống dịch, ai ở đâu thì ở đó, bí thư chi bộ Nguyễn Mạnh Khương cùng với ban điều hành khu dân cư nắm bắt nhu cầu của từng hộ gia đình, hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp gặp khó khăn. Đồng chí bí thư là sẵn sàng, là đó là thiếu cái gì là sẵn sàng hỗ trợ và cứ không có ngại gì hết cả, nên chính là tôi rất là yên tâm. Mới đây, khi Thành ủy Đà Nẵng ban hành công văn số 1322 ngày 3 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, ông Nguyễn Mạnh Khương cũng đã nhanh chóng phổ biến đến toàn thể khu dân cư, nhắc nhở các tiểu thương cũng như các hộ kinh doanh xung quanh khu vực chợ Hòa Cường tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải luôn chung tay giữ vững thành quả chống dịch của thành phố. Đối với các cái ban điều hành ở khu dân cư, thực hiện tuyên truyền cho bà con là không được chủ quan với lại cái tình hình mà giãn cách, ngay từ cái đi tập thể dục cho đến là sinh hoạt đó. Này khác, nói chung là thực hiện tốt cái 5K và đồng thời nữa là giãn cách tốt ở khu dân cư. Tận tâm, trách nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Khương vẫn ngày ngày thầm lặng góp sức cùng với lực lượng chức năng trong cuộc chiến với COVID-19. Không quá khi nói rằng những tấm gương bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận như ông Khương chính là những chiến sĩ tích cực trên mặt trận chống dịch, góp phần đảm bảo bình yên cho cộng đồng.